Mọi người nha, chào mừng mọi người trở lại với góc nuôi cá của mình. Hôm nay thì mình mời các bạn đồng hành cùng mình là thực hiện công việc buổi sáng của ngày hôm nay. Đó thì mình sẽ trộn cám, để mà cho cá bé màu ăn. Thì sẵn đây thì mình cũng sẽ dẫn mọi người đi thăm lại mấy cái bầy cá bé màu gold của mình luôn. Do hôm bữa là cập nhật tụi nó luôn nha mọi người. Do hôm bữa là mấy bữa mà trời nắng lên mình mới có rảnh mình làm video thì nó hơi bị chá ánh sáng chút xíu. Thành ra là chắc các bạn sẽ không thấy rõ được tụi nó. Thì mình có được mấy bầy gold đó, thì mình cũng đang chuẩn bị để mà mình ép thêm đó, mình cũng đang chuẩn bị ép thêm làm lồng đẻ rồi nè. Có một bé mái, cái hàng mái của mình nay lên full tay nè mọi người thấy không, gần full tay rồi đó. Hàng mái của mình nay lên gần full tay cũng khá là nhiều rồi. Bên đây có một con mái là nó cũng là bụng bự chuẩn bị đẻ nè, mình đem ra cho nó đẻ nè mọi người. Đó, chuẩn bị là thu hoạch tiếp tục các con. Thì cũng không có trộn gì đâu mọi người. Thì cám này đó là cái cám Invi 3/5. Cám này thì cám cũ mình mua. Nay là cái mẻ này là mẻ cuối cùng của đợt cám cũ. Thì mình bắt đầu là mình cho ăn hết hũ này rồi, mình sẽ qua cám mới. Cám mới thì cái màu nó sáng hơn. Thì hôm nay thì mình sẽ trộn đảo. Sẵn là mình cũng sẽ cho cái tụi cái hồ Atomy của mình á. Hồ Atomy của mình với lại cái hồ bo bo của mình ăn luôn, ăn trảo luôn. Ít rồi mọi người, mình dùng cũng ít thôi. Đó, vậy đó rồi cái đậy nắp rồi cái sóc cái là ok rồi. Bầy con này nay mấy con mái nay nhìn ngon quá. Chỉ có mấy con trống nó bị già rồi cái nó bị lên đỏ á mọi người. Nó bị già cái nó bị lên đỏ. Hơi uổng mấy con trống tí. Để mình dẫn các bạn qua thăm cái ấy nữa, cái gốc nuôi Atomy sinh khối nha các bạn, với lại cái hồ nuôi bo bo của mình nữa. Để chờ chút xíu để mình sóc cái cám này nè, sóc lên. Ok đó, khá là ok đó. À, mọi người hơi à chứ cũng không ấy lắm nha, mình không có làm cho nó xanh lắm đâu, nó bạn thấy không, vừa phải thôi là được rồi. Cái gì cũng vậy hết, xài vừa phải là ok, mà xài lố thì nó dở. Đây, trước khi đậy nắp cái hũ tảo thì mình dẫn các bạn đi thăm cái chỗ nuôi Atomy của mình nè. Cái hồ này mình mới vừa làm để mà mình nuôi Atomy. Thì mình mới vô thả cái mẻ Atomy ấp ra nè mọi người. Thả ấp được 2 ngày rồi. 3 ngày bữa nay nó là ngày thứ 3 rồi á. Thì nè, nay nó bự có con cá bé ta con rồi. Nó gom đây nè. Đó, lần ngày mình cho ăn lần, đúng một lần thôi. Mình cho ăn trảo nha. Bo bo mình thì mình đang gầy. Cũng cái hồ thứ này luôn, nhưng mà không có sủi oxy. Thì cũng cho ăn trảo luôn. Đó, bạn thấy con Atomy không? Đó, giờ mới rõ nè. Đó, nó cỡ con cá bé ta con rồi đó. Một mẻ ấp của mình đó. Mẻ ấp của mình. Trên đây thì có bo bo nè. Là nó gom ở gốc nè. Đó, bo bo ôm trứng không? Kỳ này nữa là tầm khoảng 2 ngày nữa là mình có thu hoạch cái chỗ này được rồi nè. Mình cũng cho ăn trảo luôn. Để vài bữa có mua cám tôm boy thì mình cho cá ăn cám tôm boy. Gồm ở gốc khá là nhiều nè mọi người. Đó. Đây nữa nè. Đó. Có gốc này là nhiều nhất. Ôm trứng không? Thôi, bây giờ thì đi ra thăm mấy bầy full gold thôi mọi người. Bữa nay thì sáng trời cũng không có đẹp lắm, không có nắng. Giờ này cũng 8 giờ rồi chứ đâu có ít.
Giờ này cũng 8 giờ rồi. Mở nắp cái này ra để đi ghé trong này cho ăn, trong này cho trong này ăn trước. Cho tụi cá giống ăn. Đó, trong đây có con mái hình như nó muốn tóp bụng rồi nè, con mái già nè mọi người, mà con đó phải nói lên vảy rất đẹp. À, chủ yếu là muốn giới thiệu với bạn bày mấy bầy mà thứ này cỡ này nè, tơ nè đang lên vảy. Thì mình mới vô hút cặn ngày hôm qua mà bữa nay thấy nó đen nữa rồi các bạn, cái nền nó đen nữa rồi. Ở đây có mấy con mái nè bạn thấy không, như con mấy con mái nó lên vảy rồi mọi người thấy không, lên full đầu rồi đó, lên đầu chưa được full lắm, từ từ mọi người, từ từ rồi cháu của nó cũng sẽ nhừ thôi. Buổi chiều thì mình sẽ cho ăn trứng atomi sấy, cho ăn atomi bóc vỏ sấy ha. Đây thì mình chỉ có hai bầy đó thôi, còn gôn đa số là mà nó nằm ngoài này nè các bạn. Ây da, dấp nằm ngoài đây nè các bạn. Bầy này bự hơn bầy trong đó, nhưng mà sao thấy nó lên trống chắc cũng ít hơn, các bạn thấy không? Ngoài này đủ ánh sáng hơn, ngoài này nắng ghê lắm, hơi nhát. Gôn nuôi nó hay nhát quá các bạn, nó không giống như là hàng rồng rồi. Hôm qua mình động mình thay nước nó có chút chiếu mà nó vậy đó. Nhưng mà được cái bài ngoài này được cái ú nha, khá là ú, và cũng đang tượng trống lên. Thì nó suy sức với bài ở trong cũng mấy ngày thôi, tầm khoảng 4-5 ngày gì đó ha. Đây, đây là cái bầy cuối cùng gần đây nhất mà mình thu hoạch được, thì nó đen thùi luôn. Mình cái này mình cũng không biết nói sao, gôn đen thùi luôn nè mọi người, hết nó nổi luôn. Nhưng mà có ánh kim nha, trên lưng có ánh kim, cho nên là chắc vài tuần nữa, tầm khoảng một tuần nữa thì nó sẽ đổi màu á, mình nghĩ vậy. Cái lần đầu tiên mình nuôi gôn mà mình thấy cái con gôn nó đen thùi luôn nè. À, đen một bầy luôn, thường thường chỉ có một vài con đen thôi chứ mở đen một bầy luôn ha. Thì nó cũng sẽ đổi màu á chứ không phải không đâu. Nhà trước nó có vài ngày thôi nè mà người ta vàng rồi nè mọi người thấy không, chứ có bầy đó mà mình nuôi mình đâu có nhốt lộn xộn đâu mà nó lai tùm lum. Bộ gôn này tốt quá, nhiều con lắm mọi người, nhiều cá con lắm nè. Bầy này cũng đang ẩn trống lên nè, đang lên vảy, đang lên tai bơi rồi các kiểu nè. Chà, hơi nhiều rồi, cho ăn hơi nhiều rồi các bạn, cho ăn là cái chút xíu mình mở nước cho tụi nó. Lúc là mình hết lo cái chuyện mà nước bị dê ấy gì rồi, hết lo cái chuyện mà nước bị phèn gì rồi, mình gắn cho nó cái lọc rồi, mua cái lọc gắn cho nó. Nè, con trống này lên phun vải, phun phun tay nè mọi người thấy không, để coi lại có phải trống không. Ừ, trống phun vải luôn nha mọi người, chuẩn bị phun vải luôn á. À, quá đã. Đúng là con này đang lên màu, do là cái hồ nó tảo quá nhiều bị rêu rêu nhớt. Mình mới dọn vệ sinh ngày hôm qua nhưng mà không có sạch triệt để được, vô cái rêu nó phiêu quá các bạn, nó phiêu rồi cái sao con này sao thấy nó buồn nè, nó phiêu rồi cái mình hút ra không kịp, không hết đó.
Kiểu này chắc bữa nay mưa quá các bạn. Sợ mưa quá. Để cho mọi người xem thời tiết nè. Mây không luôn nè bạn. Mây mù dằn lối luôn. Bữa nay chắc mưa. Bữa nay chắc mưa rồi. Đây, đây là cái bài cuối cùng của mình. Thì mấy bài này nó cũng xèm xèm nhau thôi. Chứ nó không có xê xích gì nhiều. Do là mấy con máy nó đẻ cũng lượt. Các bạn nhớ mình bốn con máy mà mình đem ra đây không? Chỉ có con trong góc máy bên kia, con trong góc máy bên kia là đẻ chậm nhất, còn ba con này là ba ngày đẻ ba bầy. Đó, mấy bầy này nó xèm xèm nhau thôi. Cũng đang lên màu. Ha, cũng đang lên màu. Đó, đó là tổng cộng là mình có 1 2 3 4 5 6 7, 7 hồ gôn. Ê, rồi. Đi quẹt cái bay cái miếng thùng xốp luôn mọi người. Nó nổi luôn. Mẻ. Mẻ luôn nè. Chịu nổi không? Đó, còn lại thì mình có rồng và có rết. Thì có rết mình trong nhà rồi, mình còn hai bầy trong nhà. Do lâu quá mình cũng không có cập nhật cái góc nuôi trong nhà cho mọi người xem. Cá mình đem ra hầu hết rồi, gần hết rồi. Cũng không có còn trong đó gì nhiều hết. Thì hiện tại thì ngoài này nó cũng hơi kẹt hộ tí, nhưng mà mình cũng không có đem vô nhà, do là trong nhà nó thiếu ánh sáng quá. Mình đang cố gắng để mà mình sắp xếp, mình set up lại mé ngoài này thêm. Có thể là mình sẽ tận dụng rất là nhiều cái không gian ở ngoài này để mà mình ra những bầy cá bé màu con. Tại vì hiện tại đây là mình còn giữ 8 bầy cá bé màu con, mình chưa có ra kịp luôn. Đó, cá với màu con mà bạn nhốt chặt nó đâu có lớn đâu, các bạn phải ra hồ lớn nó mới lớn, ra cái hồ rộng tí nó mới lớn, chứ nuôi trong khay nhựa hoài là nó vậy hoài luôn, không có lớn đâu. Thành ra là mình cũng tranh thủ cái bầy này nay ẩn trống quá nè. Bầy này là rồng nha các bạn, rồng. Cái bầy này ngoài này là rồng hết. Chỉ có 6 hồ gôn, còn tổng cộng mình có là 12 hồ, thì hết 6 hồ gôn, 6 hồ rồng. À, các bạn mà ai mà có muốn xe cám của mình đó thì mình sẽ trộn tảo cho mọi người luôn. Thành ra mọi người khỏi về, mọi người khỏi cần mua tảo gì thêm á, khỏi nha. Mình có trộn sẵn luôn, trộn sẵn cho bạn luôn. Các bạn về các bạn cứ việc là cho ăn thôi, thì mình cũng làm cho cá mình ăn thôi, sẵn tiện mình làm cho mọi người luôn chứ không gì hết. Thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo của mình nha. Thì để cái video sau thì mình sẽ cập nhật cái bầy cá bé màu Wilcoin của mình. Nó đang gặp vấn đề kìa. Nó gặp vấn đề về tiêu hóa, về nấm rồi các kiểu luôn. Do là hôm bữa là trời mưa. Thì cũng nhức đầu nha mọi người. Để mình coi tình hình nó rồi mình cập nhật cho các bạn sau. Bye bye, chào tạm biệt mọi người nha.